Mình vẫn tiếp tục hành trình trên cái trục đường Nhật Lệ này mọi người. Lúc này mưa nó khá là nặng hạt đấy. Không khí cũng là thấy các bạn thấy cái không khí nó Tết nó gần rồi mọi người. Của Lê Thánh Tôn mất mê mê rồi trái cây việc 136 Nhật Lệ rồi thì qua đây thì mời bà con cô bác vào một ngôi chợ để xét còn ghé để xét có món cơm chiên bánh cọng chè Huế này. Cái này chậu hoa mini tìm ra được cái áo quần đẹp mà lại rẻ. Đấy. Này kinh tế khó khăn nên là phải mua sắm tiết kiệm. Đấy, cái thân tôm bên này để xả hàng này, xả lê 100k. Này hoa giấy Tết, hoa khô. Lồng đèn trang trí đẹp chưa, bên này di mông áo quần này bắn pháo này, bắn rượu này. Đấy. Wow. Rồi cảm ơn quý cô bác anh chị và các bạn. Xuân 68 này mọi người nhé. Đây là đường Xuân 68 này. Bà con cô bác anh chị em vào kinh thành Huế thì đây là những cái địa điểm mà mình có thể giới thiệu qua bà con. Thấy chỗ nào nó hợp lý thì bà con ghi nốt lại. Đó, này có một vườn mai Huế luôn mọi người này. Đó. Nhà này có trồng rất là nhiều mai luôn. Ồ, mai quá chừng luôn này.